Mình xin chào tất cả anh em mọi miền nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn bên mình. Nay mình xin trên tay giới thiệu chia lửa với anh em hai em Zippo vừa mới cập bến về kênh bên mình. Mình xin giới thiệu giao tới anh em toàn quốc cho anh em đam mê chơi ha. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó về sở hữu chơi hay làm quà tặng, quà biếu cho người thân, bạn bè, đối tác làm ăn công việc, anh em cứ liên hệ mình. Số điện thoại 24/24 giờ của mình 0909 828 779. Bên phải là em đồng khối đáy lồi. Em đồng khối solip rát đít bằng ha, đít lồi. Chủ đề về biểu tượng ngọn lửa của Zippo đang tỏa sáng, đang tỏa hào quang. Ở dưới là dòng chữ SIN 1932 Zippo Wimrod Lighter. Em này đồng khối, họa tiết chủ đề trên hai mặt luôn. Hàng thử nha anh em. Trên tay rất là cổ điển, sang trọng, nam tính. Còn bên trái màn hình anh em, một biểu tượng huyền thoại khác, đó là chú rồng đang uốn lượn. Chú rồng đang uốn lượn được hãng chế tác rất là độc đáo, nghệ thuật. Toàn bộ bề mặt xung quanh thì hãng đánh các vân nổi khối ghi lưu chê. Nó càng tôn lên cái sự sang trọng, tinh tế lắm anh em. Biểu tượng rồng thì rất là ý nghĩa này ha. Biểu tượng cho sự tốt lành, may mắn thịnh vượng cho anh em. Anh em mà sở hữu em rồng này cũng rất là hay. Cặp Zippo bữa nay đều là hàng zin, new full box, hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, tiện tay ấn nút đăng ký ngay bên dưới luôn ha. Để tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Zippo bên mình. Còn giờ mình xin trên tay giới thiệu qua video với anh em. Đây là em đồng khối Solip Rat. Biểu tượng ngọn lửa của hãng ha. Ngọn lửa đang tỏa sáng. SIN 1932 và dòng chữ Zippo Wimrod Lighter. Chủ đề trên hai mặt luôn. Đồng khối đít bằng. Hàng zin nha anh em. Chưa hề đụng chạm gì tới hết, new full box luôn. Anh em cứ về chế xăng đá chính hãng xịn là vô xài rất ok. Lưu ý anh em sử dụng phụ kiện xăng đá chính hãng nha anh em. Nó mới tránh hư mòn bánh xe của anh em, cũng như là tránh hư hao lưỡi gà bánh xe Zippo đó anh em. Giá hai em nó thì anh em cứ nhấn vô tựa đề clip hiện đồ mô tả bên dưới, sẽ có giá hai em nó để anh em tham khảo ha. Hàng xịn bên mình thì anh em yên tâm, nhảy lửa lắm, lắc nhẹ lên lửa thôi, giữ xăng lâu trên chục ngày luôn nha anh em. Em này rất là đẹp nha anh em, đồng khối ha. Biểu tượng ngọn lửa Wimrod Lighter. Còn đây là em 2 polychrome trắng cao cấp. Một biểu tượng huyền thoại ý nghĩa rất là hay. Đó là chú rồng đang uốn lượn tuyệt đẹp. Em này cũng hàng thử, hàng độc nha anh em. Em nó đáy lõm, mặt sau trơn. Cũng hàng zin luôn, hộp đựng giấy tờ đầy đủ. Kính mít cứng khừ ha. Zin toàn bộ luôn. Biểu tượng rồng, anh em trên tay thực tế em này thì nó chi tiết ấn tượng hơn nhiều nha anh em. Mình quay qua video thì nó không chưa rõ lắm. Và khi mình giao tới tận tay anh em toàn quốc
thì mình bao anh em kiểm tra hàng, test check hàng trước, anh em yên tâm, đảm bảo cam kết uy tín với anh em ha. Soi kỹ với anh em xem, hàng zin, số điện thoại hotline 24/24 giờ 0909 828 779 nha. Anh em thử em nào về cứ liên hệ mình, sẽ có người giao tới tận tay cho anh em toàn quốc cho anh em sử dụng ha. Hàng zin ha, new full box, hàng mới cập bến về là mình trên tay giới thiệu với anh em luôn, chưa hề đụng chạm gì tới hết, giấy tờ đầy đủ full box luôn nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha, hẹn gặp lại ở các video clip tiếp theo. Tiện hai em nói về anh em cứ gọi mình nha. Rồi, cảm ơn và chào tạm biệt anh em nha.